Xin chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em Dân Trịnh, chuyên hàng bãi Hàn Nhật Mỹ Đức. Lại là em Dân đây. Hôm nay em muốn giới thiệu và chia sẻ tới quý cô bác, anh chị và các bạn một số mẫu sản phẩm bên em nhé. Đấy, đầu tiên ngày hôm nay thì em xin giới thiệu cho các bác một cái mẫu tủ điện. Tủ điện. Đấy. Tủ điện bãi Nhật nhé các bác nhé. Đấy. Các bác đi qua kênh thì đừng quên cho em Dân xin một like và một đăng ký kênh các bác nhé, để kênh của em nó có thể phát triển lớn mạnh hơn, cũng như có thể phục vụ được quý cô bác anh chị những cái dòng mẫu sản phẩm tốt và chất lượng nhé. Đấy. Thì cái mẫu tủ điện như em đang giới thiệu với các bác đây là một cái mẫu con LCB 40A nhé. 40A. Đấy. Con này thì là con 40A. Đấy, thương hiệu của Panasonic. Đấy. Áp tổng của nó là con 40A, một con rất là hiệu quả, rất là phù hợp cho các bác sử dụng trong gia đình nhé. Đấy. Đây. Đây, con 40A này, con này chống giật nhé. Đây em đã xông điện thử vào đây rồi nhé. Chúng ta chỉ việc về chúng ta đấu thiết bị vào. Đấy, em đây em là ví dụ, đây là một cái thiết bị nhà các bác thì chúng ta điều khiển này, bật lên này, tắt này. Đấy. Và đây là sử dụng điện 220V bình thường các bác nhé, đấu lửa vào nguội hai bên. Đây, test chống giật này. Đấy, nhạy nhặt nhảy luôn này. Đấy. Test áp rất nhạy nhé các bác nhé. Đây là mà đang sử dụng điện 220V của Việt Nam. Đây, cái này đang sử dụng điện 220V của chúng ta. Thương hiệu của nó thương hiệu Panasonic các bác nhé. Tủ này. 120V 40A. Hàng rất là xịn sò luôn. Đây là con này là nó có cái lượng áp của nó cũng rất là vừa phải các bác nhé. Thì cần an toàn đã. Lượng áp của nó cũng rất là vừa phải. Đấy, con này phù hợp cho các bác đấu điện trong gia đình. Hoặc là có nhà nghỉ khách sạn. Làm nhà nghỉ khách sạn thì rất là ok. Con áp test này của nó là hai cực nhé. Một điện một pha hai cực, điện 220V. Sử dụng điện một pha hai cực, điện 220V của chúng ta đây. Đấy, chúng ta chỉ bật lên. Đấy, là được. Đấy, chúng ta ví dụ là điều hòa này, tủ lạnh này, đấy, tivi này, ánh sáng các thứ này, ánh sáng này, ổ cắm này, đấy, bếp này, nhà phòng ngủ này, các thứ chúng ta sẽ chia ra. Đấy, thì là nó theo sẽ theo cái công nghệ mới nhất của Nhật. Đấy, như đây các bác nhìn thấy. Tủ này là của tủ Nhật. Hàng rất là đảm bảo cho các bác luôn. Loại tủ này rất là đảm bảo cho các bác luôn. Con này 40A. Con này 40A. Em thì đang có những cái loại là 40A này. Đấy, 50A. 50A, 60A và 75A nhé. 60A và 75A này. Đấy, đầy đủ các loại tủ nhé. Ở đây em còn có 2, 4, 6, 8, 8 mẫu. 8 mẫu tủ nữa. Hàng rất là đảm bảo chúng ta luôn, hàng Nhật. Đấy, tủ điện này. À, thiết kế thì nó rất là nhỏ gọn. Nó thiết kế thì nó rất là nhỏ gọn nhé. Thiết kế thì rất nhỏ gọn và tinh tế. Hàng thì rất là đảm bảo cho chúng ta luôn. Hàng thì rất là đảm bảo cho chúng ta luôn thôi nhé. Tủ điện. Đấy, mẫu tủ điện. Đấy. Tiếp theo thì em Dân xin giới thiệu cho các bác một số cái mẫu ổ điện, dây điện này. Đấy. Dây điện này. Thì đầu tiên em tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác là mẫu dây điện đúc này. Đấy, dây điện đúc nhé. Dây điện đúc này thì em có đang có một số loại là 5m, loại 5m, loại 10m, loại 15m, loại 20m và loại 30m nhé. 20m và loại 30m. Ở đây có rất là đa dạng các loại. Đấy, ổ này thì là ổ đúc. Đúc hai đầu luôn. Nó đúc hai đầu luôn. Và ổ chống va đập cho chúng ta. Ổ này thì chống va đập cho chúng ta. Đấy. Ổ này chống va đập nhé. Thôi nhé. Va đập thoải mái. Không việc gì cả nhé. Các bác nhìn thấy không, gõ vào tường chưa? Tiếng kêu ụp ụp nhé. Tiếng kêu ụp ụp nhé. Đấy. Ra đây chỉ có lau qua tí bẩn là xong. Lau qua tí bẩn là xong. Đấy. Ổ này thì bên em đang bán là theo kích thước nhé. Các loại 5m, 10m, 15m, 20m. 5m thì 200, 10m, 300, 15m, 400, 20m, 500 và 30m là 650.000. Đấy. Tiếp theo thì em Dân xin giới thiệu cho các bác là mẫu ổ điện đúc nhé. Ổ đúc này. Đấy là dây điện này. À, dây lần nãy là dây 2.5 thôi nhé. Dây 2.5 này rất là mềm. Dây 2.5. Tiếp theo thì em xin giới thiệu cho các bác một số mẫu ổ đúc này. Ổ điện này. Đấy. Ổ này thì nó đúc liền khối luôn nhỉ, đúc liền khối luôn. Đấy. Chúng ta chỉ có mỗi chỗ này để chúng ta đấu thôi. Ổ này thì bên em đang bán với giá là 50.000 đồng một cái nhé. 50.000 đồng một cái. Ổ điện 50.000. Còn đây là phích cắm nhé các bác nhé. Cái loại phích cắm này thì là phích cắm chống va đập có đèn báo luôn cho chúng ta. Phích này thì là phích đúc rồi. Đấy, các bác về chỉ việc mở cái nắp này ra, trắng này ra là và thay lắp đấu điện vào là xong.
Cái mẫu này thì bên em đang bán với giá là 25.000 đồng một cái. Cái phích cắm này 25.000 đồng một cái các bác nhé. Đấy. Tiếp theo là đến loại cái phích dẹp. Đấy, phích dẹp này thì có thể chúng ta có thể xoay để tùy chỉnh cho nó vào những cái góc những cái ổ cắm cong. Con này thì bên em đang bán với giá là 20.000 đồng. 20.000 đồng một cái các nhé. Tiếp theo thì em Dân xin giới thiệu cho các bác một số cái mẫu kéo cắt cành nhé. Một số cái mẫu kéo cắt cành. Đấy, kéo cắt cành ở đây thì em cũng có rất nhiều loại. Đấy. Loại này là loại bãi này. Đấy, bãi này. Đấy, con này thì bên em đang bán với giá là 230.000 đồng nhé. 230.000 đồng. Đấy. Hàng bãi. Con này thì bên em đang bán với giá là 200.000 đồng. 200.000 có nhé. Con này 200.000. Đấy. Hàng bãi luôn, con này hàng bãi luôn có nhé. Đấy. Con này thì bên em đang bán với giá là 160.000 đồng, hàng này hàng mới. 160.000 đồng có nhé, kéo cắt cành. Hàng rất là đảm bảo luôn. Còn con này thì bên em bán giá 100.000, nhưng con này lưu ý là chỉ cắt cành bé. Chỉ cắt cành bé có nhé, 100.000 đồng. Đấy. Hoặc là bác nào mua đơn trên 1 triệu thì em có thể làm quà tặng cho các bác luôn. Đấy, làm quà tặng luôn. Đấy, mẫu kéo này. Mẫu kéo này thì nó chỉ cắt cành bé thôi, cành bé thôi. Đấy, cắt tỉa những cành bé. Đấy, tiếp theo thì em Dân xin giới thiệu các bác một số mẫu kéo cắt dăm nhé. Một số cái mẫu kéo cắt dăm này. Kéo cắt dăm này thì bên em đang bán với giá là 150.000 nhé, 150.000 đồng mẫu kéo này. Mũi nhọn 150.000. Mẫu tiếp theo là mẫu kéo cắt dăm này nữa. Mẫu này bé hơn của Kabushi. Đấy thì là 100.000 đồng. 100.000 đồng thôi nhé. Đấy. Tiếp tục cái chương trình giới thiệu mấy cái đồ dụng cụ làm vườn thì em xin giới thiệu các bác là một cái mẫu kìm mẫu kìm tạo sẹo nhé. Kìm tạo sẹo làm vườn này. Em có hai mã này, một mã trắng và một mã đen. Đấy, thì mã trắng đen này thì bên em đang bán với giá là 320.000 đồng. Đấy, mã đen thì có tròn và có vát, có tròn cặp cặp tròn và cặp vát nhé. Đấy, 320.000 đồng một cây. 320.000 đồng một cây các nhé. Đấy, hàng rất là đẹp luôn. Hàng rất là đẹp luôn các nhé. Đấy. Còn mã vát thì bên em đang bán với giá là 420.000 đồng một cây. Đấy nhưng mà còn nguyên mã vát nhé. Đấy. Đấy, màu trắng này còn 420.000 cây còn nguyên mã vát. Đây. Đấy, hàng rất là đẹp luôn. Đấy. Tiếp theo thì em Dân xin giới thiệu cho bác một số mẫu lục giác nhé. Bộ lục giác, bộ lục của các hoa thị này. Đấy. Bộ hoa thị này thì bên em Dân đang bán với giá là 190.000 đồng. 190.000 đồng một bộ hoa thị này. Đấy, nó có từ T10, T10 đến T50 nhé. T10 đến T50. Đấy. Giá của nó là giá của cái bộ này thì là 190.000 đồng, 190.000 đồng. Tiếp theo thì em Dân xin giới thiệu các bác một bộ lục giác màu sắc sặc sỡ này, bảy màu cầu vồng này. Đấy, cái màu này thì nó lại có cái hay là chúng ta rơi cái chúng ta rất dễ tìm kiếm luôn nhé. Rơi nó rất dễ tìm kiếm. Bộ này thì bên em Dân đang bán với giá là cũng 190.000 nhé, 190.000 bộ bảy sắc cầu vồng này, rất mềm này. Đấy, hàng rất là xịn sò luôn. Đấy, thương hiệu của Kabushi. Đấy, bộ lục giác. Ừ. Tiếp theo thì em xin giới thiệu cho các bác đến một cái mẫu gọi là tay cờ lê đa năng. Cờ lê đa năng này. Đấy, con này 8 đầu. 8 đầu. Thì đầu của nó là nó có đầu bên này một bên bé này thì có đầu 8, đầu 10, đầu 12, đầu 13. Còn bên to thì là đầu 14, đầu 17, 19 và 22. Đấy, hai đầu này. Rất là đa năng luôn. Đấy, coi nhé. Đấy, con này thì bên em đang bán với giá là 200.000 đồng một con, 200.000 đồng. Tiếp tục chương trình thì em Dân xin giới thiệu cho các bác một số cái mẫu mỏ lết nhé. Mẫu mỏ lết này. Đấy, con mỏ lết này thì bên em là có con 10 inch. 10 inch, còn 10 inch và 8 inch nhé. Đấy thì 10 inch thì bên em đang bán 200. 200.000 một con 10 inch và con 8 inch thì là 180.000 nhé. Hàng mới nhé. 200 đấy, hàng mới có tay cầm bọc nên là các bác yên tâm luôn, đảm bảo cho bác luôn đấy, hàng rất là chắc chắn.
đảm bảo cho bác luôn, hàng rất là chắc chắn và xịn sò nhé. Đấy, chúng ta dùng thì thoải mái luôn, không sợ bị tay chân đau, tay đau chân gì cả. Đấy. Tiếp theo thì em Dân xin giới thiệu với các bác là một mẫu dao dọc giấy, một cái mẫu dao dọc giấy này, lưỡi thép đen, hàng này hàng của Nhật các bác nhé, hàng của Nhật. Con này thì bên em đang bán với giá là 100.000 đồng một con dao dọc giấy này. Thương hiệu của nó là thương hiệu Krute Kine. 100.000 đồng. Tiếp tục thì em Dân xin giới thiệu các bác là một mẫu kính hàn này. Mẫu kính hàn này của Kabushi này. Đấy, các bác nhìn chưa? Đấy, em đã lọc sạc. Ánh sáng này rất là dịu mắt để chúng ta có an toàn nhé các bác nhé, sử dụng rất là an toàn. Mẫu này thì bên em đang bán với giá là 200.000 đồng. 200.000 đồng mẫu kính hàn này các bác nhé, 200.000. Đấy, tiếp theo thì em Dân xin giới thiệu các bác một số mẫu ke góc hàn nhé. Đấy, ke góc hàn này. Đấy, mẫu ke góc hàn này hít rất khỏe này. Đấy, em đang có hai mã nhé, một mã to một mã bé này. Một mã to một mã bé hít hàn rất khỏe luôn. Đấy, mã to thì bên em Dân đang bán với giá là 150.000 và mã bé thì bên em đang bán với giá là 60.000 à 65.000 đồng nhé. 65.000 đồng để chúng ta giúp có thể tiết kiệm được thời gian. Đấy, có thể giảm thiểu được cái công nhân và sức lao động. Đấy. Đấy, hít rất khỏe này. Đấy, bẻ ra thì nó mới ra. Đấy, hít rất khỏe này con này. Đấy. Đấy, hít mát hàn các bác nhé, thương hiệu Kabushi. Hít mát hàn thương hiệu Kabushi nhé. Đấy. Tiếp theo thì em Dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu đá mài này. Đá mài nhé, đá mài của Nhật này. Mẫu đá mài của Nhật này. Mẫu này thì bên em đang bán với giá là 10.000 đồng một viên nhé. Đấy. Còn các bác mua cả hộp đây, cả hộp này. Đấy. Thì giá của nó sẽ là cả hộp này là giá sẽ là 450.000 đồng một hộp. 450.000 đồng một hộp, còn là mua cả viên lẻ này thì là 10.000 đồng một viên. Đấy. 450.000 đồng và còn bao ship cho các bác luôn. Đấy. Đây. Đá mài. Để tiếp tục chương trình thì em Dân xin giới thiệu các bác là mẫu cờ lê đa năng này. Mẫu cờ lê đa năng này. Đấy, mẫu này thì nó có 7 món, 7 món có nhé. 2 3 6 7. Đấy. Con này thì nó có thể tay nhanh tạch tạch cho chúng ta này. Đấy. Cái này to to thì dễ. Đấy. Đấy. Bộ này thì bên em Dân đang bán với giá là 400.000 đồng một bộ nhé. 400.000 đồng một bộ. Đấy. Cờ lê đa năng thương hiệu Kabushi. Thương hiệu Kabushi nhé. Kabushi Japan. Đấy, hàng rất là đẹp luôn. Đấy. Cờ lê đa năng. 400.000 đồng 7 món. Đấy. Chúng ta dùng xong thì chúng ta cất gọn lại, để cái này ra đây. Đấy, và chúng ta có thể treo lên. Đấy, cái này đút vào đây này. Đấy. Đấy, và chúng ta treo lên. Rất là đẹp luôn, hàng rất là xịn sò các bác nhé, hàng rất là xịn sò luôn. Tiếp theo thì em Dân xin giới thiệu các bác là mẫu đầu chụp bộ đầu khẩu này. Bộ đầu khẩu này thương hiệu Kabushi này. Đấy, con này thì này, lắp vào đầu 1/2 nhé, bình thường không thì chúng ta lắp vào này. Chúng ta ấn vào đằng sau này. Đấy nhá, mở ra, ấn vào đằng sau này. Rồi rút vào này. Đấy, không bao giờ rút ra được nhé. Bao giờ các bác phải ấn ra này, ấn ra thì nó tự ra luôn. Đấy, nó giữ lại rất chắc chắn. Đấy. Này. Các bác nghe tiếng chưa? Đấy, bánh răng trong này rất to luôn mà nó rất là chắc khỏe nên là chúng ta không sợ dùng lâu cũng không sợ bị mòn. Bộ này thì bên em Dân đang bán với giá là 300.000 đồng thôi nhé. 300.000 đồng một bộ đầu khẩu đầu chụp này. 300. Đấy. Rất là xịn sò luôn. Đấy, bộ này cái tổng của nó là có 10 món, 12 món nhé. Đấy, cái lại 10 cái đầu này 2 4 6 8 10 này và hai cái món này nữa là 12. 300.000 đồng. 300.000 đồng thôi. Tiếp theo thì em Dân xin giới thiệu bác mẫu kìm hàn này. Mẫu kìm hàn này. Đấy, em thử cái này là giới thiệu là như kiểu que hàn nhé. Đấy, như kiểu que hàn chúng ta đốt được que 4 que 5 thoải mái này. Đấy, đốt thì không sợ nóng tay. Kìm hàn này bên em Dân đang bán với giá là 120.000 một con. 120.000 một con. Kìm hàn. Kìm hàn, 100 100 500A này,
hàn rất ok luôn nhé, hàn thì rất là ok luôn đấy. Tiếp theo thì em dân xin giới thiệu các bác là một số mẫu quận Zulo này, quận Zulo điện này. Đấy, quận Zulo nhé. Đấy, quận Zulo này thì nó có cái kích thước dây của nó là 29 mét các nhé, kích thước dây của nó là 29 mét. Đấy, có ba ổ cắm này, có ba cái ổ cắm này. Đấy, và một cái automat chống giật 30A, một cái automat chống giật 30A nhé. Nói chung là quận thì đảm bảo với các bác là dây không đứt nối, dây không đứt nối các bác nhé. Đấy, thì nó cái màu sắc của dây thì nó cũng là màu trắng như này đấy, màu trắng này hoặc đục hơn một tí đấy, dây không đứt nối. Quận này thì bên em bán đang bán với giá là 1.400.000 đến 1.500.000, như quận này thì là 1.500.000 đấy. Ví dụ như cái quận, những quận sâu xấu hơn một tí đây, ví dụ như quận này, quận này nó dính nhiều sơn hơn đấy thì giá nó sẽ rẻ hơn một tí đấy, nó dao động mà từ 1.400.000 đến 1.500.000 đồng đấy. Thì quận nào thì quận nhưng mà đảm bảo với các bác là dây không bao giờ đứt nối, dây không bị đứt nối nhé. Đấy, nên là các bác cứ yên tâm. Đấy, các bác cứ yên tâm. Đấy, tiếp theo thì em dân xin giới thiệu các bác là mẫu dìu xoáy này, dìu xoáy, dìu sinh tồn, dìu tháo lắp này, dìu xoáy, dìu sinh tồn, dìu tháo lắp này. Đấy, hàng này hàng của Mỹ nhé. Đấy, chúng ta tháo lắp ra này. Đây, em xin tháo ra cho các bác xem một cái này. Đấy, xin tháo ra cho các bác nhé. Đây, đầu tiên thì chúng ta tháo thì chúng ta lắp cái vỏ này vào này, lắp cái vỏ vào này. Đấy, bấm cúc, bấm cúc thôi nhé. Đấy, chúng ta tháo, bắt đầu tháo đầu tiên là cái lưỡi dìu này, cái lưỡi dìu là tháo đầu tiên này. Đấy, tháo cái lưỡi dìu đầu tiên này. Đấy, tiếp theo thì đầu chúng ta tháo đến hai khớp nối giữa này, hai khớp nối này. Đấy, tiếp theo chúng ta tháo con dao ở trong cái khớp nối này ra này. Đấy, thằng này vào đây. Tiếp theo chúng ta tháo cái đuôi này. Đấy, trong cái đuôi này thì có một viên đá đánh lửa nhé các bác nhé, một cái đá đánh lửa và một cái phá kính này, một cái la bàn này. Đấy, bộ này thì bên em dân đang bán với giá là 400.000 đồng, 400.000 đồng nhé, rất là đa năng. Bộ này là bộ dìu xoáy, dìu sinh tồn, dìu xoáy, dìu sinh tồn nhé, dìu xoáy, dìu sinh tồn đa năng. Đấy, 400.000 đồng các bác nhé, 400.000. Tiếp theo thì em dân xin giới thiệu các bác là cái máy cạo râu nhé, máy cạo râu này. Đấy, rất là êm. Con này máy chạy bằng pin nhé, máy của Panasonic, máy của Panasonic chạy bằng pin, máy của Panasonic chạy bằng pin luôn nhé. Đấy, hàng rất là đẹp luôn, rất là nhỏ gọn. Con này thì bên em dân đang bán với giá là 450.000 nhé, 450.000 mẫu này, 450.000 một mẫu máy cạo râu này. Đấy, hàng thì mới chưa qua sử dụng thôi nhé, hàng mới luôn. Tiếp theo thì em dân xin giới thiệu các bác một số mẫu automat này, automat chống giật, át tổng. Đấy, thì cái mẫu át đầu tiên đấy thì phải phù hợp cho các bác là át tổng nhất thì là mẫu át 40A này. 40A này. Đấy, chúng ta có thể làm át tổng này. Đấy, con này thì có chức năng là chống giò, chống giật và chống quá tải đa năng. Chống giò, chống giật và chống quá tải đa năng nhé. Đấy, con này thì thương hiệu của nó là Fuji, hàng này hàng mới nhé các nhé. Hàng này là hàng mới luôn. Đấy, thương hiệu là Fuji. Đấy, hàng mới luôn này. Con này có thanh gài át để chúng ta cài vào át tủ này, át tổng này. Chống giật, chống chập và chống quá tải. Fuji 40A, 40A các nhé. Hàng này còn mới nguyên đai nguyên kiện luôn các nhé. Hàng còn mới nguyên đai nguyên kiện luôn. Đấy. Át. Đấy. Tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác mẫu át của Hàn Quốc này. Mẫu át của Hàn Quốc nhé. Mẫu át của Hàn Quốc này thì bên em đang bán với giá là cũng là bù 250.000 đồng. Đấy, cũng 40A, cũng chống giò, chống giật, chống quá tải. Cũng là 40A. Cũng có thanh gài át. Con này cũng phù hợp làm át tổng. Đấy, con này cũng phù hợp cho chúng ta làm át tổng thôi nhé. Đấy. Tiếp theo thì em dân xin giới thiệu các bác một số mẫu át chống chập nhé. Át chống chập. Đấy, 30A, 40A, 50A và 60A nhé. 30A, 40A, 50A và 60A. Mẫu này thì bên em đang bán với cái giá là 180.000 đồng một con, đồng giá luôn. Đấy, át này cũng là hàng mới luôn, cũng là hàng mới luôn các bác nhé. Cũng là hàng mới luôn này. Cũng là hàng mới luôn đấy nhé. Con này thì là 110 trên 200V, sử dụng điện 220 thoải mái nhé. Át Nhật nhưng mà sử dụng điện 220 vẫn ok các bác nhé, thoải mái luôn. Rất là xịn sò luôn, 50A này. Đấy. Các bác đi qua kênh thì đừng quên cho em dân xin một nút like nhé và một nút đăng ký kênh các bác nhé.
Tiếp theo thì em Dân xin giới thiệu các bác là một số cái mẫu bơm bơm 2 ti này. Đấy. Bơm bơm 2 ti. Mẫu bơm này là bơm dẫn chân các nhá, bơm dẫn chân. Đấy, em xin phép được dẫn cho các bác xem. Em xin phép dẫn cho các bác xem nhé. Rất là nhẹ nhàng. Hơi ra rất khỏe nhé. Rất nhẹ nhàng mà hơi ra rất khỏe. Con này thì bên em đang bán với giá là con này thì bên em đang bán với giá là 330.000 đồng nhé, 330.000 đồng. Đấy, hàng rất xịn sò luôn. Tiếp theo thì em Dân xin giới thiệu cho các bác mẫu kích này. Mẫu kích điện. Kích điện 40A, à đây kích điện 500W. Đấy 1000W, kích điện 500W 1000W. Kích điện kích từ bình ắc quy xe máy, kích từ bình ắc quy xe máy lên điện 220V. Đấy. Hàng này thì rất là chuẩn luôn. Hàng này rất là xịn sò luôn các nhé. Thông số của nó đây. Đấy. Rất là ok các bác nhé, hàng rất là ok luôn. Đấy, kích điện. Đấy. Kích từ điện 220 à từ 12 từ bình ắc quy điện lên điện 220V nhé, từ bình ắc quy lên điện 220V. Bình ắc quy xe máy cũng kích được thoải mái nhé các bác nhé. Từ bình ắc quy xe máy cũng kích được thoải mái. Đấy. Nên là các bác cứ yên tâm sử dụng nhé, hàng bên em này đảm bảo với các bác luôn là luôn nêu rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng đảm bảo với các bác là hàng chính hãng. Đấy. Tiếp theo của em xin giới thiệu các bác là mẫu búa đinh, búa đóng đinh. Mẫu này thì bên em đang bán với giá là 100.000 đồng một cái. 100.000 đồng một cái nhé. 100.000. Đấy. 100.000 đồng. Một cái búa đóng đinh này, vừa đóng vừa nhổ nhé. Cái này hàng cũ hàng bãi nhé các bác nhé. Hàng cũ hàng bãi nhưng mà nhìn nó cũng rất là ngon, nhìn nó vẫn còn rất là ngon. Búa đóng đinh. Đấy. Hàng thì còn rất nhiều hàng đẹp nhé, khò ga đồng này, đấy, khò ga đánh lửa này. Đấy, chảo các thứ này, bình giữ nhiệt này, dao chảo bình giữ nhiệt các thứ em đều đầy đủ các bác nhé. Đấy. Thì em xin phép được dừng video này tại đây. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Cảm ơn các bác.